Ngành luật hiện nay đang là một trong những ngành thu hút đông đảo các bạn trẻ theo học bởi cơ hội việc làm của ngành này là vô cùng rộng mở và có nhiều triển vọng nghề nghiệp trong tương lai. Năm 2022, Trường Đại học Mở Hà Nội tổ chức tuyển sinh ngành luật hệ chính quy bằng phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022, gồm 4 tổ hợp xét tuyển A00, A01, D01 và C00 với tổng chỉ tiêu là 200 sinh viên. Sinh viên tốt nghiệp ngành luật tại Trường Đại học Mở Hà Nội được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp để có thể tự thành lập các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý hoặc sản xuất, kinh doanh, làm việc cho các văn phòng, công ty luật hoặc hành nghề luật sư độc lập, tư vấn pháp lý hoặc thực hiện các dịch vụ pháp lý khác, làm luật sư nội bộ, nhân viên pháp chế cho các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, làm việc trong các cơ sở giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học pháp lý, đào tạo luật, đặc biệt trong lĩnh vực chuyên ngành kinh tế, làm việc trong hệ thống cơ quan các cấp thuộc ngành như Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát, thi hành án dân sự và tổ chức trọng tài, làm việc trong cơ quan nhà nước, các cấp về xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật. Ngoài việc được đào tạo chuyên sâu, sinh viên theo học ngành luật tại Trường Đại học Mở Hà Nội còn được học tập và phát triển trong môi trường năng động, nhiệt huyết với sự quan tâm, định hướng của các giảng viên, chuyên gia uy tín trong nghề. Mức học phí phù hợp cùng nhiều học bổng hấp dẫn, được học tập, trải nghiệm nhiều tình huống giả định thực tế tại Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát hay các chương trình thực hành, thực tế do nhà trường tổ chức, được tham gia các cuộc thi học thuật đa dạng cùng hàng chục câu lạc bộ chuyên ngành và sở thích giúp sinh viên thỏa sức sáng tạo, trau dồi và rèn luyện. Hãy đến với ngành luật của Trường Đại học Mở Hà Nội để trải nghiệm những điều thú vị. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ website tuyển sinh.hou.edu.vn, fanpage chính thức của trường hoặc liên hệ qua số hotline 024-6297-4545, 024-6297-4646.